Hello tất cả anh em nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là BCG đây, và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series mà BCG cho đấu trường chân lý nào. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với series đó và cùng với một cái tem mình đang sắp định build đây anh em, đó chính là tem đế chế và kiếm khách. Xem thử nó như thế nào. Tại vì cái tem này thì thật sự là từ lúc ra game đến giờ mình chưa thật sự build cái tem nào mà hoàn chỉnh cả anh em ơi, đó chính là đế chế và kiếm khách. Thì mình chưa bao giờ mình chơi full đế chế cả, tại vì nó rất là khó kiếm, cũng như là hầu như là mấy con đó đều là mất tiền á. Nhưng ngày nay mình sẽ chơi thử cho anh em biết để coi tem này nó có mạnh hay không. Và nếu như anh em quyết định chơi cái tem này để full đế chế thì mình mong anh em là hãy cố gắng chịu thọt lúc đầu game một tí để anh em dành tiền em nâng cấp lên. Tại vì hầu hết những con đế chế là The Raven, Katarina, rồi Siwan anh em đều là mất tiền cả, nên ở những level đầu anh em dù roll cỡ nào, anh em tốn tiền ra sao thì tỷ lệ ra của nó là cực kỳ thấp luôn. Nên khi mà chơi tem này thì anh em lúc đầu hãy cố gắng build cái tem quý tộc như mình nè. Tại vì cái boost quý tộc lúc đầu là cái boost mạnh nhất, là cái boost mạnh nhất ở trong game ở thời điểm hiện tại luôn, lúc đầu game thôi nha. Đấy, anh em sẽ trụ được một lúc đầu game để không bị mất máu quá là nhiều, xong rồi lúc sau anh em build thì nó sẽ bật lại, nó sẽ vực anh em dậy. Tại vì cái bút kiếm khách và cái bút đế chế này về lay là cực kỳ kinh khủng luôn, cực kỳ mạnh luôn. Và nếu như anh em chưa xem video 6 kiếm khách của mình thì anh em sẽ hiểu vì sao mình lại nói là cái bút đế chế và bút kiếm khách này nó mạnh tới như vậy. Tại vì khi mà 4 đế chế là sẽ nó x2 đem tất cả các con đế chế luôn nha anh em, không chỉ là riêng ngẫu nhiên một con đâu. Mà anh em biết không, The Raven x2 đem thì thôi chứ đừng hỏi vì sao mà thốn luôn. Và cũng như là có thêm bút quý khách, bút kiếm khách nó quăng là như hát luôn, ok chưa. Lúc đầu thì thua là mình tính trước được rồi. Ok, đậu đi mà đầu quá, còn 6-8 máu thôi. Và nếu như anh em thấy video này ít và hay đừng quên để lại cho mình một like ủng hộ mình nha. Và nếu được anh em bấm đăng ký cũng như bấm chuông bên cạnh nút đăng ký anh em để nhận thông báo mới nhất mỗi khi mình đăng video nha. Mình sẽ cố gắng cập nhật những cái meta, những cái build đồ và những cái team mới nhất và đang hot để giúp anh em leo rank ở phiên bản 9.14 nha. Đấy, con Darius này là bắt buộc phải có nha anh em. Lúc đầu thì mình kiếm đầu đen mày nát cái chỗ bán tướng luôn mà nó không ra nha anh em. Nhưng mà giờ thì nó mới chỉ ra có hai con thôi, rất là buồn luôn. Muốn chơi team nào thì nó lại không ra. Cái đầu mé thật sự rất ức chế luôn á. Nãy giờ chỉ mới có hai con Darius thôi, chưa lên được level 2 nữa. Nên đội hình mình nó khá là si đeo hột gà người ta kìa. Uầy, hai con level 3 rồi, hai con level 3 rồi. Mà team mình ba con level 1. Cái con Vayne này mình kiếm hoài cũng không ra con thứ ba luôn em. Oh shit, đội hình mình nó khá là si đeo hột gà rồi. Nhưng mà không sao, nếu như này vẫn còn giữ được, kiểu như là đến lúc giữa game mà đến lúc lay game á, thì cái team đế chế và kiếm khách này là bật cực kỳ mạnh luôn. Cái mấu chốt là anh em phải tìm được cái con The Raven và con Siwan, tại vì hai con đó là hai con gánh team mắc căng luôn nha, cực kỳ lực và cực kỳ mạnh luôn. Là con The Raven với con Siwan đó. Ây da, có The Raven này, ok mình lấy luôn nha. Lấy luôn anh em ơi. Phải lấy ngay vào luôn. Chứ anh em nói là mình có thể là tìm tướng được đó, thì thật sự là giờ mình tìm tướng đến lúc mà mình tìm được con The Raven thì mình chắc mình chết mẹ rồi. Nên giờ mình sẽ lấy con The Raven này, mình bỏ vào thay thế con Katarina. Đấy là ổn áp ngay. Thì cái con Vayne đồ của nó vô cực các kiểu thì tí nữa mình sẽ bán luôn nha anh em, để mình dồn đồ cho con The Raven luôn. Nhưng mà cứ từ từ dồn, tại vì nếu mà bỏ bút quý tộc ngay bây giờ thì có lẽ mình sẽ thua nhanh hơn nữa. Nên cứ lấy trước The Raven thôi. Anh em hãy cố gắng nâng cấp cấp level, mua kinh nghiệm càng cao là càng tốt nha. May quá có con Darius này. Cái Darius một sao nhìn nó si đeo hột gà quá anh em ơi. Nhìn nó bị si đeo hột gà luôn á. Ok, cái con The Raven thì cũng đỡ rồi. Nhưng mà con The Raven này nó đang giữ một cái món đồ như là cái đai khổng lồ. Mà thật sự nó không hợp với cái không hợp với cái build đồ của con The Raven này chút nào cả. Cái con Vayne này thì mình nâng cấp, không biết nó nâng cấp không nữa. Để suy nghĩ nè, có thể là sau cái round này hoặc là vài một cái round nữa thì mình sẽ bán Vayne đi luôn.
À dạ, tên bạn mà giờ bây giờ đã có Mr. Tool rồi đó hả? Vãi vậy, vãi vậy. Tên bạn bây giờ đã có Mr. Tool rồi luôn. Oh shit. 5 đồng đó má. Giờ mà kiếm được là hơi căng rồi đó. Ây da, nó lại hiện ra con Vayne này, nó bắt mình mua hay sao anh em? Thôi cứ mua vậy. Tại vì Vayne mình cũng không nâng được lên level 3 đâu. Mình nâng lên level 2 để mình cứ như là trụ thêm một tí thôi. Xong một tí nữa mình sẽ bán ngay luôn. Mình dồn hết đồ cho con The Raven. Và thiếu một boost quý tộc á. Thì cuối game thì mình sẽ cố gắng mình kiếm mấy con cây le mình bỏ vào. Là ổn áp luôn, là có boost quý tộc luôn. Thì giờ anh em cứ chăm chú anh em nâng cấp level trước cho mình nha. Nâng cấp cái mua kinh nghiệm á. Đấy. Để nó ra cái tỷ lệ Raider Raven, The One, đồ Katarina, đồ nó cao quá anh em. Làm đế chế cho nó dễ. Gặp team gấu trúc. Bây giờ team mình cũng khá là mạnh rồi. The Raven level 1 to nhưng mà quăng cực thắm luôn, anh em nhìn nó quăng kìa. Ui, 300 mấy đam chí mạng. What the fuck. Ui, The Raven về là khát bọt ngay anh em ơi. Nhưng mà nó còn hơi yếu, nó còn kiểu như là hơi bị non. Chưa có đồ và vẫn chưa có cấp level 2 cả. Đậu xanh á. Mà lấy con The Raven này thì nó có một cái đai khổng lồ, chắc tí nữa mình búp cho nó lên thành cái bút red luôn. Tại vì mình đang có cái giáp lưới á. Bỏ giáp lưới và cái đai khổng lồ này mình sẽ được cái bút red nha. Và nó khắc chế cực kỳ tốt, giống như là con Siwan nè. Còn Darius nè, những con này mà có khả năng hồi máu dựa trên skill hay là đòn đánh á, thì cái bút red này nó khắc chế cực kỳ ghê luôn. Darius mà dính cái bút red này một cái thôi anh em là coi như phế, là coi như phế thật luôn. Phế 100% luôn. Không có hồi máu được đâu. Cho luôn, cho vào bút red luôn anh em. Kiểu gì tí nữa mình cũng bắt buộc mình cũng phải bỏ vào thôi. Một cái đai khổng lồ nữa à. Cái đai khổng lồ nữa à. Nước mắt, ui đồ rớt ra kìa. Uầy, 3 món luôn hả? Căng. Ok, chắc giờ mình bán con mình bán luôn quá. Bán mình bút đồ con The Raven luôn. Vô cực nè, cái này có cuồng đao nè, cái này có cuồng đao nè. Ok luôn, 3 món nha. Ok, giờ đi đến lộn thử nào. Giờ mình đã có ai chốt 2 sao rồi. Đủ bút kiếm khách rồi nè. Bút đế chế hiệp sĩ luôn nè. Đúng rồi, The Raven, uầy. The Raven nó quăng kìa anh em ơi. Ok luôn, thắng luôn. Hay hờ. Mới bút đồ cho The Raven một cái là thắng ngay. Bây giờ mình đủ cái bút nguyên tố luôn nè anh em. Vãi vậy. Wow, đủ bút nguyên tố luôn nè. Kenen. Rồi Listen the Ray, rồi Brand luôn. Đủ bút nguyên tố luôn anh em. Quay nó còn ra thêm con này nữa kìa. Vãi thiệt. Kinh men nữa à. Ui nữa nè. Ok, nâng lên nha anh em, nâng lên luôn. Cái này là phương án dự phòng thôi nha. Là nếu như mà cái tem đế chế này nó không thành công thì mình còn có cái búp, phải nói là cái búp nguyên tố để cho mình chơi một tí. Đấy, mình đỏ con này vào là mình được thêm một cái búp nữa là búp quý sở tộc. Trụ thêm được tí nữa, tại vì giờ mình còn 35 máu to, mình phải tìm mọi cách để mình có thể trụ được lúc play. Nó có mua được con The Raven lên level 2 hoặc là mua con Swan nữa anh em. Mình gặp Binokami này, hack level 3 này. Qua quýt với Dare rất là nghỉ chơi luôn nè, tại vì mình có boost red đó, không được hồi máu đâu. Quăng vào. Uầy. Uầy. The Raven mới level 1 thôi kìa. Oh my god. Đúng mạnh luôn. Đúng là con The Raven này là cái đam phải nói là ảo lò nhất trong tất cả các con AD luôn anh em. Không tính cái con Varus lên theo hướng AB của mình bữa mình để chơi nha. Tại vì con Varus đó là một vòng là một mạng mà. Chủ yếu là mình nói cái đòn đánh bắn tay nè. Cái con The Raven nó mạnh. Nó mạnh kinh khủng mạnh luôn. Chỉ mới level 1 thôi đó. Mà nó đã mạnh như vậy rồi thì em nghĩ đi. Fucking wow xịt luôn. Có nó mua ly nè người ta bỏ vào. Ok. Mình cảm thấy là hợp lý hơn cái con Vayne này rất là nhiều luôn á. Cảm thấy là hợp lý hết. Bây giờ con VG 2 sao này để làm gì ta? Mà giờ bán thì uổng quá anh em. Ok. Chúng ta cũng đã kiểu như là đi vào cái khung rồi đó. Giờ mình chỉ cần xây dựng theo cái khung đó nữa thôi là ok ngay.
Mình gặp ai đây? Mình gặp Kenneth rất bé à. Thấy chưa? Có cái bút đế chế với cái bút kiếm khách là khác ngay anh em. Bút đế chế mình đang hiện nay ở trên con Draven kìa, nó quăng kìa. Wow, nó quăng bở hơi tay luôn á. Brand giờ có cái bút ác quỷ này để đốt mana, team nó khó chịu chơi. Thử mạnh chưa? Gấu trúc nè, team bạn là full hiệp sĩ lộn, full quý tộc rồi nè, căng đấy nhờ. Mấy vòng 4 thôi mà bạn đã có đủ 6 con quý sơ tộc luôn rồi. Nhưng mà Draven của mình nó quăng kìa. Sao mà chịu nổi đây? Sao mà chịu nổi đây? Ui, ui, Draven một sao rồi mà nó quăng hết luôn á anh em. Coi kìa. Mạnh ác liệt luôn, mạnh ác liệt luôn. Quay. Draven chỉ mới có một sao đó. Một sao thôi. Cần hết rồi. Ấu về bấy về luôn. Hay là đắn đo ở khúc này đây. Tại vì giờ mình còn 5-7 đồng. Một là mình up cấp, còn hai là mình phải roll để mình kiếm con Draven này. Không kiếm cũng được nè. Tĩnh lặng. Ok luôn. Rồi, giờ mình up cấp đi. Up cấp càng cao thì tỷ lệ ra mấy con Siwan, Kata, Draven càng cao thôi anh em. Gặp cường Kenny này. Uầy, ác với con Varus đồ kìa, như sách giáo kho luôn. Hai cái cùng đao sâu dinh. Lộn, hai ngọn giấy sâu dinh chứ, mà con Draven của mình nó sao đứng yên vậy, nãy á. Đúng rồi, quăng đi. Quăng đi. Quăng đi. Ok. Tính tiền cho cường Kelly luôn nha. em xin. Quá là ngon luôn, đã cho anh em combat liền, build Sigi combat rồi. Ây da, Kelly này, lộn con Darius này, được. Anh em thấy không? Mới có Draven thôi mà một mình nó gánh team rồi, chỉ mới có một sao thôi nha anh em. Mới có một sao mà Draven nó đã gánh team cực lực như vậy rồi. Tí nữa anh em nghĩ đi, cái bút kiếm khách này cộng với bốn cái bút đế chế và Draven 2 sao thôi, mình chỉ cần Draven lên 2 sao thôi là mọi chuyện nó được giải quyết, phải nói là cực kỳ êm đẹp luôn rồi đó. Nếu mà thay cái bút red này bằng cái huyết kiếm cho con Draven này anh em là cực kỳ ngon luôn, nhưng mà đời không như mơ. Nãy lấy Draven thì nó đã có sẵn cái đạc khổng lồ rồi. Anh em thấy không? Nếu mà nãy không lấy Draven là mình đã chết rồi đó. Tại vì nãy giờ anh em thấy không? Mình roll quá trời roll luôn, mình đổi lại á. Không thấy bất kỳ một con Draven nào luôn anh em thấy không? Mình không hiểu sao tại là đâu nó khai là kiểu như là khó ra như vậy. Thấy không anh em, nãy giờ mình tìm Draven nó làm gì có mà tìm. Có Kata nè. Bán này thôi, ok. Nâng cấp tôi. Ây da. Bán khai giết đi nhờ. Ok luôn. Có Aichot nữa nè, có Darius nữa nè, có cái Siwan nữa nè. Quá trời luôn, trời ơi. Đủ bút đế chế rồi anh em ơi, đủ bút đế chế rồi đó. Nhưng mà giờ thì bỏ nào ra bấm bút đế chế rồi ta. Thay, chỉ thay được một slot thôi, đó chính là con Brand. Chắc mình phải nâng thêm một slot nữa là đủ bỏ vào luôn á. Được á. Bắn đi Draven ơi, bắn đi em ơi. Đúng rồi, Draven một sao mà nó quẩy kìa. Carry cái tay mà luôn. Mắc mệnh. ngon, được. Giờ cái tay 2 sao nữa là ngon nè. Draven một con nữa là 2 sao luôn. 3 con Darius nữa là lên được 3 sao. Ây da, cái này bên này chưa xong luôn. Vene kìa, đừng nói Vene ăn nha. Ây da. Mẹ, vãi đái thiệt. Ây da, Draven nha. Lên luôn. Bây giờ mình ok, lên luôn đi. Mình tính là mình bán anh em, mình bán con Draven một sao kia để mình kiểu như là búp đồ lại cho nó để phù hoàn hảo nhất á. Bỏ con rết cho con nào đi, xong rồi mình để lại cái huyết kiếm á, tại mình đã có cái giáp vải á. Nhưng mà thôi, giờ không nâng lên 2 sao thì không biết chừng nào mới có cơ hội nâng lên 2 sao đây. Chơi lớn như này là lớn quá rồi. Rồi còn 7 máu quá. Chết đi bạn ơi, đủ bút
đế chế rồi đó nha, đừng có đùa. Giờ nó quăng kìa, ui ui ui, xem mà thốn lòng, xem mà thốn lòng luôn đó hả. Trời ơi, một quả thắng phải nói là sau easy luôn anh em. Giờ team mình cực kỳ mạnh luôn rồi đó. Team mình giờ gọi là cái team lay cực mạnh luôn rồi đó. Cái bộ khung mình đã xây xong rồi. Giờ mình chỉ cần nâng cấp tướng là xong luôn. Là mọi chuyện là hoàn hảo luôn. Top 1 trận này là cũng như là nằm trong cái tầm tay của mình rồi đó. Tại vì 4 bút đế chế rồi, 3 bút kim khách, 3 bút quý tộc, ác quỷ, hiệp sĩ đều có. Ây da, nên mua Liêu Nam ta. Mua đi, cái gì mình thay cây lê cũng được. Giờ chỉ cần nâng cấp thôi. Yasuo này, Darius này, wow. Phải bán thôi, bán bớt thôi. Darius thì bán là ta, mình chẳng lẽ mình bán Bran, là con Kinnen, nghĩ là phải bán thôi. Bán Liêu Nam cũng được, Liêu Nam chắc chắn là không ngon bằng Kayle à. Ôi đừng nha, đừng ra ném đi em ơi, bị đóng băng hoài vậy. Siêu quát đúng rồi, siêu quát. Ui, anh Cường chơi con ác đồ chí quá anh em ơi, đóng băng phải nói là liên tục luôn á. Không thể nào đỡ được hả? Đậu mé, ê siêu quát. Oh, siêu quát. Cái Swan này phải lấy Swan thôi anh em ơi. Ok, mình xin Swan nha. Đáng lẽ mình sẽ lấy con Yasuo đó, nếu mà không có Swan thì mình sẽ lấy con Yasuo anh em. Mình bỏ cái bút quý stock vào là ui, Yasuo gánh tem 20GG luôn. Chỉ còn có 4 người thôi. Ây da, có Yasuo này, được luôn nha. À, ai chót à. Ai chót, ui. Mình không mua cho nó cứ ra hoài vậy. Mình muốn mua Darius nè. Cái tay luôn nè, ngon. Tí nữa ai chót thì mình cũng phải thay rồi anh em ơi. Mình tí nữa còn mình cũng bán con ai chót để mình bỏ Yasuo vào thôi. Nên mình quyết định mình không mua con ai chót luôn. Ok chưa. Gặp KHANG nè, đội hình cung thủ à. À lột đợt rồi, xạ thủ à. Nó kiếm khách à. Tuổi luôn. Đồ đâu mình nó quăng kìa. Oh my god luôn. Xin nhỉ cái tuổi luôn. Tính tiền cho KHANG. Chết luôn rồi anh em, quăng sọt liền. Ôi dạ anh Cường đừng chết nha anh Cường ơi. Đừng chết nha anh Cường ơi. Cố lên anh Cường ơi. Ok, C1 level 2 rồi. Oh my god, con C1 này ui nữa kìa. Ây da. À, không có Darius đây nè em ơi. Ok, thay con Achok thôi. Con Achok này thì nó thật sự là búp nó ác quỷ, nó không liên quan gì đó. Mình thay Yasuo level 1 thì mình nghĩ là nó cũng trâu hơn con Achok level 2 nữa. Tại vì Yasuo nó có lớp giáp ảo lắm, nhìn nè. Đó thấy không, nó cũng tăng được một tí chứ bộ. Đủ hết trơn, ra đờ ra mình bắn rồi. Bắn đi. Thay dít 2 rìu thôi. Bắn luôn, ui một đứa một rìu kìa, ui. Sự quan nó biến hình kìa anh em, nhìn mà nản luôn. Tính tiền cho bạn top 1 luôn. Bạn top 1 giờ bạn thở không đều rồi. Một con Darius nữa là sẽ lên được Darius 3 sao. Chỉ còn một con Darius nữa thôi. One more. Cho ta con Darius nào đi. Bli. Ây da, ai chót mà mình không mua nó cứ ra hoài ta. Ức chế đó nhờ. Cứ con nào mình không mua anh em là nó cứ ra hoài à. Mà mình một khi mình đã mua con đó thì mình roll lần nữa thì nó lại không ra, nên khá là ức chế nhiều vụ đó luôn anh em, nên cày lắm. Giờ mình mua con ai chót này thì tí nữa mình roll nó sẽ không bao giờ ra thêm một con ai chót nào nữa đâu. Bị nhiều rất là nhiều lần luôn rồi. Trời ơi, ác đồ anh Cường kìa. Hai cuồng đao, một cái ngọn giáo Sojin. Úi rồi, đồ sách giáo kho mẻ rồi. Đồ đúng kiểu như là sách giáo kho luôn á. Bắn đi. Không có đồ luôn, không rớt đồ luôn.
Ây da, cái thằng top 1 này hên ta nhờ, nó rớt đồ kìa. Cây lê này level 2 luôn, xì quan này, nhưng mà mua không biết năng lực lên được không nữa. Khá là không ra rớt luôn. Oh my god, không ra rớt luôn rồi em ơi. Khá là xui, khá là xui. Con cái tay mình phải bán nó, tại vì giờ mình nghĩ là cũng chả có cách nào mà nó lên được 3 sao đâu. Mình cứ bán thôi. Ây da, chưa xếp lại đồ hình. Mà không sao, chấp luôn, chấp luôn. Trời ơi, đồ Raven của mình nó đã mạnh, nó còn được thấm bút quý sạc tộc nữa chứ. Bắn hết cho anh. Kelly 2 sao thì nó bút bất tử thôi, khỏi chơi luôn. Bắn đi, đồ Raven. Một rìu luôn. Tính tiền cái bản tấm hộp luôn. Cái con Kelly 2 sao ở đây thì thật sự là nó bút bất tử thì thôi, chứ phải nói là bút một lần hai đứa. Sao mà tên bạn chịu nổi đây. Da rớt đi mà. Ây chà, không ra da rớt luôn. Oh my god. Mình đang lên được C1 3 anh em, là người ta gọi mình mặt ông nội luôn rồi đó. Không biết có nâng lên được không ta, tại vì giờ C1 2 rồi mà có thêm hai con C1 1 nữa. Còn tận 4 con nữa anh em, 4 con C1 nữa thì mình mới lên được con C1 3. Mình nghe vô lý đó nhờ, nghe vô lý á. Gặp bản sao của top 1 nè, vậy là anh Cường đã đánh với top 1 rồi, mình gặp bản sao thôi. Thật sự là cái bút đế chế này là cực kỳ mạnh luôn em, tại vì nó gấp đôi đam cho 4 con đế chế luôn, Siwan, Katarina, Darius và cũng như là The Raven. Và 4 con này thì tất cả đều là đam chính, cả con nào cũng đều có thể gánh tem cực mạnh cả anh em, kể cả Darius, kể cả con Tikata và chắc chắn là Siwan và The Raven đó, thì gánh tem là cực mạnh rồi. Why? Anh Cường đa rồi, không ổn rồi. Đa rớt đi mà. Lê lê à, không còn. Ây da, người ta gọi đây là nhân phẩm á anh em ơi, trò chơi nhân phẩm mà. Úi giời ơi, mình nghĩ là mình có nên bán sự quan để mình mua. Bán đi, mình mua Yesu. Không ra Yesu. Cây vải. Nhưng mà thôi, độ hình mình như vậy là mắc binh đó anh em. Thì Wan 2 sao, The Raven 2 sao, full đồ ra Direct Field ra 3 sao luôn. Quẩy đi, bắn đi đây bây. Trời ơi, nó bắn. Trời ơi, tăng mà thở không kịp luôn. Trời ơi, kết quả quá là áp đảo luôn anh em. Chắc chết luôn ông ta. Ok, về GG tất cả mọi nha. Và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau. Chắc là nhấn like và share ủng hộ mình nhé. Bye bye.